tế sale. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đây là Hamlet Trương, xin hát một vài đoạn để cho những người nào chưa biết về Hamlet Trương. Mình đứng ở giữa con sóc, mình cố ngăn sẽ không khóc. Đó. Hay là vì yêu anh sáng nên em cũng khóc, tối đen em cũng khóc. Từ khi biết yêu người em sửa mặt bằng nước mắt rơi rơi. Đó, rất là nhiều bài hit ha. Thì ngày hôm nay không biết là Hamlet Trương sẽ dùng bài nào của mình. Em sẽ dùng một bài hát rất là hạnh phúc và vui vẻ, sôi động, để cho nó khác với mọi lần một chút. Đúng, đây là toàn là hát nhạc mà bức rứt không à. Bữa nay mình nhạc bài gì ạ? Dạ, Căn phòng nước mắt ạ. Em sẽ dùng một bài hát rất là hạnh phúc và vui vẻ, sôi động. Bài gì ạ? Dạ, Căn phòng nước mắt ạ. Căn phòng nước mắt ạ. Muốn khép đôi mi này mãi mãi để cố quên ta đã chia hai, để thấy trong khung hình đó vẫn còn một người sát vai. Nỗi nhớ cho em nặng quá, gánh lấy trên vai gầy anh, chỉ biết câm lặng mà sầu thương mỗi đêm. Bài này thì khoảng 10 năm. 10 năm rồi. Tới gần đây thì em mới tự hát lại. Tự hát lại. Ngày xưa thì ai hát? Ngày xưa thì các chị trong nhóm Mây Trắng hát. Mây Trắng. Ngày hôm nay một căn phòng nước mắt sẽ lã chả ở đây qua giọng hát của Hamlet Trương và nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Ngay bây giờ là video clip về nhân vật bí ẩn. À, đánh đàn, ngồi đánh đàn nha. Một người đàn ông ngồi đánh đàn. Tìm giấc mơ lưng chừng, bài hát là Tìm giấc mơ lưng chừng. Đàn Nguyệt, đàn Nhị, đàn Tứ. Này là giống như ảnh nói chuyện trên radio. Đã đi được 30 nước. Nói chuyện trên radio hả? MC hả ta? Cũng khả năng có lẽ là biên tập viên. Biên tập viên. Tại vì ngồi trước micro đều lồng tiếng. Lồng tiếng phim. Oh. Hoặc là nói chung là nói chuyện trong phòng thu. Miss nhạc. Khả năng anh đang nghĩ tới một người. Không, cũng có rất nhiều ca sĩ có làm MC trên radio. Đúng vậy. Một người đang ngồi đọc cái gì đó cũng có thể là đọc để sản xuất âm nhạc. Yeah. Biết chơi đàn piano và các loại đàn. Oh. Rất nhiều loại đàn. Có thể là một người mà anh rất là thích. Đó là anh Đức Trí. Oh. Cũng là một đáp án. Nhưng mà trong giới thì của mình thì nhiều. Ai là người đi đi nhiều là anh Đức Trí đi nhiều nè. Một người đi rất nhiều nữa là Hồ Quang Hiếu nè. Quang Vinh, anh Quang Vinh cũng Quang đi Vinh nhiều nè. Quang Vinh đi rất nhiều. Đi được 30 nước. Nhưng mà cái người mà chơi được nhiều loại nhạc cụ là ít nha anh. Anh phải chú ý thông tin đó. Hầu như là tất cả loại đàn. Tìm giấc mơ ở lưng chừng là hồi nãy cái scene đó là em thấy là ảnh giống như đang sáng tác nhạc, đang viết nhạc á. Là... mà có chơi đàn nữa nên có thể là khả năng là thiên về nhạc sĩ nhiều hơn. Là nhạc sĩ nữa. Cũng có thể là một nhạc sĩ. Vừa làm ở đài nữa. Dạ. Em thấy nhiều lắm, giống như là vừa sáng tác nhạc xong vừa lấy nhạc cụ chơi lại xong tự hát rồi tự nghe tự coi lại rồi tự chơi mình luôn. Dạ. Nói chung là một cái lần giống như một mình ảnh là một nguyên cái phòng thu vậy. Wow. Sẵn sàng chưa? Dạ. Nhân vật bí ẩn cuối cùng xin mời. Sáng tinh giấc giữa căn phòng, một không gian toàn là nước mắt. Cắn chặt môi cố đi về một mình trên con phố quen. Sáng tinh giấc thấy trong gương một hình dung mệt nhoài yêu thương. Thấy tuổi xuân đã theo ai cùng tình yêu ra đi. Muốn khép đôi mi này mãi mãi để cố quên ta đã chia hai, để thấy trong khung hình đó vẫn còn một người sát vai. Nỗi nhớ cho em nặng quá, gánh lấy trên vai gầy anh, chỉ biết câm lặng mà sầu thương mỗi đêm. Chẳng muốn em sẽ là em, chẳng muốn anh sẽ là anh, chỉ muốn em phải về bên anh để lại là chúng ta. Nước mắt anh đâu còn nữa để khóc cho một người xưa. Đứng giữa căn phòng mà anh khóc trong lòng. Khép đôi mi này mãi mãi biết yên tâm chưa? Rồi, nụ cười này là nụ cười bất lực. Hơi khó anh. Không hề khó. Dễ nhận ra lắm anh. Em nghe một cái là em biết liền, em chưa cần nhìn mặt luôn. Không, cũng có đoán đoán. Nhưng mà cần thêm gợi ý từ bốn người bạn.
Em nghĩ là nhạc sĩ, ca sĩ. Với lại anh này hồi nghệ trước sĩ. Hồi nghệ trước, sĩ. Hồi trước mập lắm, xong rồi mới giảm cân thành công. Giờ mỏng le. Nguyễn Đình Vũ hả ta? Thưa quý vị thân mến, mấy đứa em của tôi nói như đúng rồi chứ không biết ai vô ai chứ. Mời nhân vật bí ẩn lộ diện. Đây là ba. Má trời quá đất. Cái gì vậy? Nha. Nhạc sĩ, anh có quen ai nhạc sĩ mà thân với anh không? Mà rồi có cái bài tìm giấc mơ gì á. Sáng tác bài đó, sáng tác bài đó. Tìm lại giấc mơ anh Nguyễn Hồng Thuận hả? Có tìm giấc mơ tìm thôi. Tìm giấc mơ gì đó. Là cái bài hát đó tên là tìm giấc mơ gì đó không? Tìm giấc mơ gì đó không? À. Mơ anh, gì cũng sẵn. Coi anh ra lại coi. Ngồi chơi, ngồi chơi. Đúng rồi, còn đáng ngồi chơi. À. Anh Giang, gợi ý của anh cho em là gì ạ? Đây là một người đàn ông vẻ ngoài sáng láng, đang mặc bộ đồ vest đẹp luôn, vest rồi trắng kem ha. Như một người nghệ sĩ đang chơi piano vậy. Đây là thông tin hữu ích nè. Có nhà hàng. À ha ha. Ờ anh gì ơi? Chào anh, em đây. Ờ anh em mình gặp nhau nhiều chương trình rồi đúng không? Chúng ta có bước qua đời nhau nhưng mà không để lại điều gì cho nhau cả. Không làm nhau đâu. Không làm nhau đâu. Trời dạ. Không làm nhau đâu. Chứ anh mình để lại cái gì? Có những người bước qua nhau để lại nhau nhiều thứ nhưng có lúc có những người chả để lại gì cả. Sao nghe cặn cụi. Có những người bước qua nhau để lại hình ảnh trong tim nhau, cũng có người chỉ muốn để lại dấu chân trên mặt nhau đó hả? Nghe bạn chưa mới hả? Đúng là nhà bạn có khác. Ờ, mình gặp nhau gần nhất là cách đây bao lâu anh nhỉ? Trước dịch hay sau dịch nè? Trước dịch và sau dịch hả? Vậy là chắc là lại có gặp thêm dữ liệu tôi đoán ra rồi đó. Ghê vậy? Thêm cái nhà hàng nữa là tôi đoán ra được. Ờ, anh làm nhiều nghề đúng không? Anh gì ơi? Anh chỉ làm một nghề thôi. Anh không có điều kiện như anh Giang đâu. Tất cả những lời nói vừa rồi là dối trá. Nghe tụi em nè. Kể cả đây luôn. Ủa phải không? Vì sao? Vì ở đây mình phải cố tình làm sao để bên kia bị phạt nha. Còn ở trên đó mà bốn người bị phạt là kỳ lắm nha. Có em chơi đi chơi cho vui bị phạt không sao hết. Quan trọng là anh đoán đúng. Để mình gợi ý nha. Mình gợi ý nha, cho cái giọng hiền lành. Để mình gợi ý nha. Mình gợi ý tầm bậy nè. Anh này hoạt ngôn á. Hoạt ngôn. Hoạt ngôn thì trong giới thì tự suy luận đi. Là diễn viên hài đó. Tại vì cách mà nhân vật này hát thì em nghĩ không phải ca sĩ. Tại vì cách phát âm và các kiểu thì em biết không phải ca sĩ. Anh có từng nhờ em viết bài hát đúng không? Thật ra là anh nhờ nhiều người viết nhạc cho anh lắm. Tại vì anh có định lớn sân sang showbiz về lĩnh vực ca hát. Chính vì thế anh nhờ nhiều người chứ không chỉ là em đâu. Vậy hả? Rồi bây giờ sau kết dữ liệu nè. Hoạt ngôn. Làm trong phòng thu á. Hoạt ngôn nhưng mà lại hát không giống ca sĩ thì em nghĩ chắc là làm nghề khác. Nhạc sĩ anh, nhạc sĩ. Làm nghề khác. Biết viết, biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ nhiều biết lắm. Sáng tác. Có nhà hàng nữa. Nhớ có cái nhà tình hàng. Tiết đó. Nhạc sĩ mà có nhà hàng có ai ta? À, Nguyễn Hồng Thuận cũng có nhà hàng nè. Nhưng mà anh Nguyễn Hồng Thuận không phải hát như vậy. Em với người anh này gặp nhau rất nhiều lần rồi nên em nghĩ là tại vì mình gặp nhau nhiều rồi. Trong những cái buổi ký tặng sách của em á, anh có đến cái hôm mà Ai Rồi Cũng Khác nè. Rồi Ai Rồi Cũng Khác là năm mấy anh hả? Anh Rồi Cũng Khác thì cách đây vài năm. Vài năm. Trời ơi, trả lời thông minh vài năm. Anh nói cụ thể là em biết là sao đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là Ham Đế Trương đã có một cái tên nào đó rồi. Dạ. Tại vì cái giọng của anh này có cái đặc trưng. Ừ. Nên là lúc hát em cũng có đoán mò mò. Đây là anh Nguyên Khang. Vỗ tay cho ta. Quá tuyệt vời. Chính xác chưa? Chính xác có từng chi tiết luôn á. Nguyên Khang là vậy. Nhạc sĩ, ủa đâu phải? Không phải nhạc sĩ, em nghĩ là nhạc sĩ là thông tin lừa. Rồi hoạt ngôn. Nguyên MC phải hoạt ngôn chứ. Dạ. Nguyên Khang là MC mà. Và cả cái hình ảnh ở trong phòng thu thì anh Khang cũng có dẫn chương trình phòng thu nhiều ngày xưa. MC thu là bình thường. Nguyên Khang có biết chơi được nhiều loại đàn gì, tứ nhị gì không? Cái đó thì em không biết. Nên em nghĩ là có một chi tiết này rất quan trọng. À,
anh sẽ giúp em. Đó là chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn. Wow, hai người đàn ông còn có chạy để làm gì? Thưa quý vị, để lại cho nhau một nỗi đau à? Để họp báo. Nghĩa là chung một cái chương trình gì đó gần đây, là tụi em có chung một chương trình cũng khá là thường xuyên gặp mặt nhau gần đây. Em nghĩ một người này thân quen. Là tụi em là nãy tụi em vỗ tay ăn mừng đó nha. Tại vì nếu mà ồ là đúng không? Ở trên đó đúng thì mình bị phạt, mà ở dưới này mình đúng thì trên bị phạt. Đúng rồi. Trên sai là trên bị phạt. Rồi, cho đón lại lần nữa đó. Dạ, em chốt là MC Nguyên Khang. Âm nhạc. Sáng tinh giấc giữa căn phòng, một không gian toàn là nước mắt. Cắn chặt môi cố đi về, một mình trên con phố quen. Sáng tinh giấc thấy trong gương, một hình dung mệt nhoài yêu thương. Thấy tuổi xuân đã theo ai, cùng tình yêu ra đi. Để có quên ta đã chia hai, để thấy trong khung hình đó vẫn còn một người sát vai. Nỗi nhớ cho em nặng quá, gánh lấy trên vai gầy anh, chỉ biết câm lặng mà sầu thương mỗi đêm. Chẳng muốn em sẽ là em, chẳng muốn anh sẽ là anh, chỉ muốn em phải về bên anh để lại là chúng ta. Nước mắt anh đâu còn nữa để khóc cho một người xưa. Đứng giữa căn phòng mà anh khóc trong lòng. Nước mắt anh đâu còn nữa để khóc cho một người xưa. Đứng giữa căn phòng mà anh khóc trong lòng.